Đi biển vớt được tấm gỗ lạ, người đàn ông đăng lên mạng, đọc bình luận mặt liền biến sắc. Theo đó, tấm gỗ vừa to vừa nặng trôi nổi bềnh bồng trên mặt nước, cứ nghĩ rằng là gỗ xưa quý hiếm. Người đàn ông cùng mọi người đồng tâm hiệp lực vớt tấm gỗ lên. Sau khi chà rửa sương sương, nghiên cứu kỹ lưỡng, thậm chí còn treo hẳn lên tấm gỗ để tìm hiểu, mọi người đã không khỏi giật mình khi nhìn thấy một dòng chữ tiếng Hoa được khắc sâu trên thân tấm gỗ. Do không hiểu được ý nghĩa thâm sâu của dòng chữ, nên người đàn ông đã đăng tải lên mạng nhờ cao nhân dịch dùm. Thế nhưng sau khi đoạn clip được đăng tải, người đàn ông càng thấy lạnh sống lưng hơn khi biết rằng tấm gỗ là nắp vàng hòm và dòng chữ phía trên có nghĩa là Tán Thủy Trần Gia Chi Mộ, kèm theo đó là tên của người đã khuất. Một số bình luận được mọi người để lại: tôi đọc được mấy chữ kiểu như phần mộ thủy tán theo ý người nữ hoặc mộ của trưởng nữ họ Điền. Miếng ván này được dùng trong phong tục thủy tán, họ dùng để người mất lên trên và đẩy ra biển, ông này không biết nên lấy lên. Gỗ này gỗ quý đấy, tìm kỹ vào chắc còn được đâu đó 5 tấm nữa cơ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.